Vừa nhận được vụ án được chuyển đến từ 110. Bất động sản Nguyên Hòa khi đang thi công phát hiện một thi thể, mức độ thối rữa của thi thể khá nghiêm trọng, trên cổ có vết thằn, chắc là sau khi bị xiết cổ chết chôn ở dưới đó. Thứ này tôi phát hiện trên người của nạn nhân, có quen Nghiêm Bưu không? Anh Bưu trước đây là quản đốc của chúng tôi. Người phụ trách thằng một ở đâu? Trần Ngũ Nhất, quay lại đây. Tập 10. Công trường của các cậu liên tiếp xảy ra chuyện, có phải ảnh hưởng rất lớn đến công trình của các cậu không? Thực sự ảnh hưởng không nhỏ, nhưng mà chắc chắn chúng tôi sẽ tích cực phối hợp với ban cảnh sát điều tra. Cảm ơn. Như vậy chúng tôi mới có thể khởi công sớm. Đương nhiên tôi cũng hy vọng như vậy. Tôi có nói trước khi Abu xảy ra chuyện, hình như đã mất tích một thời gian. Tôi từ xa có phát hiện Abu mấy ngày không tới công trường. Nhưng mà cảnh sát từ bây giờ đi làm, mọi người đều chỉ vì quan hệ thuê mướn, cũng không thể chỉ vì có mấy đồng nghiệp không tới làm mà báo cảnh sát được. Các cậu đào lấp đất công trình chôn một người mà những người công nhân khi đó không ai phát hiện ra sao? Không có, tôi không nghe cấp dưới báo gì hết. Khi đó xảy ra mọi thứ đều tiến hành bình thường, đúng, bình thường. Ở công trường các cậu bị giật điện cao áp là rất bình thường sao? Tôi có thể xem thử danh sách những công nhân lắp đất khi đó không? Không thành vấn đề. Lão Lưu, tìm danh sách tất cả công nhân lắp đất đưa tới đây. Dạ được. Cảnh sát Từ, cảm ơn. Ai là người phụ trách? Anh cảnh sát, anh xem bên này. Đây là người phụ trách thi công lắp đất lần trước, Tiểu Đoàn. Đoàn Chí Hồng đây sao? Phải, cậu ta ở công trường không? Tôi có thể gặp cậu ta một chút không? Có chuyện gì? Tôi bây giờ cũng không liên lạc được với cậu ấy. Lại mất tích à? Mất tích bao lâu rồi? Chuyện này thực sự không chú ý lắm. Nhưng tôi đoán có lẽ cậu ta lo chúng tôi sẽ tìm cậu ấy hỏi chuyện nên đã trốn đi rồi. Sự cố điện cao áp lần trước là vì cậu ấy thi công nền đất không đạt mới xảy ra chuyện. Cảm ơn đã phối hợp. Cảnh sát Từ đi thông thả. Đội phó Tư, tình hình hiện trường cũng tạm ổn rồi, có thể để các đồng chí tổ khám nghiệm rút quân. Các cô sắp xếp đi. Đội phó Tư, Tiểu Dương, Tiểu Lý, chúng ta rút quân thôi. Bây giờ chỉ đợi quay về khám nghiệm nữa thôi. Phải rồi, anh có một chuyện. Anh cần xem báo cáo tử vong của 4 người bị điện giật cao áp chết ngoài ý muốn. Được, đội phó Từ, em về đội sẽ đi xin. Cảm ơn, không cần cách sáo. Cậu làm kiểu gì vậy? Đại Vũ, tôi thật sự không biết có người giết người rồi chôn anh ta trong công trường. Tôi cứ tưởng tôi giám sát là rất tốt rồi. Giám sát rất tốt, tôi đã dặn dò cậu cả ngàn lần rồi, cậu làm kiểu gì vậy? Đại Vũ, cậu nghe tôi giải thích đi. Muộn nhất tôi nói cậu biết. Việc duy nhất bây giờ cậu có thể làm là phối hợp với chúng tôi điều tra. Chỉ cần vụ án này kết thúc, công trường của cậu mới có thể thi công bình thường, có hiểu chưa? Chị Tây, chị xem Đại Vũ có giống đang thẩm vấn không? Tôi dám cá là hai người này quen biết nhau. Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Bình thường Đại Vũ rất tốt tính, trước giờ chưa từng gắt như những người bị thẩm vấn. Đại Vũ, vụ án này là tổ các cậu phụ trách à? Đúng vậy, cậu có thể nhanh chóng giải quyết nó không? Cậu biết công trình này ngưng một ngày thì phải trả tiền thi công một ngày. Tôi có thể chịu nổi sao? Tôi xin cậu đó Đại Vũ, cậu nhất định phải giúp tôi chuyện này. Ngũ Nhất, sao cậu lại thành ra như vậy? Cậu đang nói mấy lời gì vậy? Tôi là một cảnh sát nhân dân, điều tra những chuyện này là bổn phận của tôi. Tôi không thể vì cậu hay bất kỳ người nào mà thay đổi thái độ được. Càng không vì cậu là bạn từ nhỏ của tôi mà thiên vị cậu. Cậu có hiểu không? Tôi hiểu rồi. Chắc chắn là có chuyện. Sao cậu nhiều chuyện quá vậy? Không phải cậu nói bọn họ có chuyện sao? Tôi nói gì chứ? Xong việc rồi sao? Đội phó Từ, vẫn chưa? Làm việc thôi. Quay lại đây. Cậu giúp tôi đi nghe ngóng thử thời gian cuối cùng Nghiêm Bưu xuất hiện ở công trường có đắc tội với ai không, với tình hình tài chính của anh ta nữa. Với lại tôi phải đi tới phòng anh ta một chuyến.
Cảm ơn. Có quen Nghiêm Bưu không? Quản đốc trước đây của chúng tôi thật sự có phát hiện mấy ngày nay A Bưu không ở công trường. Các cậu không cảm thấy có chỗ nào bất thường sao? Khi đó tất cả mọi thứ đều tiến hành bình thường. Chị Nhất Phi, xin lỗi làm phiền chị một chút. Tôi muốn xem thử báo cáo khám nghiệm tử thi của bốn người đó. Được, cảm ơn chị. Trước mắt từ báo cáo có thể thấy đặc trưng cái chết của bốn người này đều phù hợp chết và điện cao áp. Những người tận mắt chứng kiến, đối với mô tả về hậu quang điện cũng thuộc hiện tượng điện cao áp giật. Từ báo cáo tử thi có thể thấy bốn người này thực sự là chết do sự cố ngoài ý muốn, không có liên quan tới vụ án sau đó. Vì vậy, vụ án là vụ án, sự cố là sự cố, đúng không? Trước mắt có thể là như vậy. Đại Vũ, cậu rất có hứng thú với bất động sản Quy Hoàng sao? Vừa nãy tôi thấy cậu nói chuyện với người phụ trách, người gọi là Trần Ngũ Nhất ấy. Nói chuyện cũng khá vui. Quen biết à, tôi và Trần Ngũ Nhất là bạn thân từ nhỏ. Bạn thân từ nhỏ, cậu là bạn thân với bên bất động sản. Cậu là nhà giàu giấu thân phận sao? Cậu không nói chuyện này thì chết sao? Đi họp đi. Đi họp. Dựa vào xác nhận quần áo của công nhân trong công trường, còn cả chứng minh nhân dân trên người nạn nhân và cả vân tay và ADN mà chúng tôi lấy được từ đồn cảnh sát địa phương, có thể xác định người chết là chủ thầu của hạng mục bất động sản Quy Hoàng, Nghiêm Bưu. Thi thể đã bắt đầu thối rữa, cộng thêm hai lần thi công, tình trạng phá hỏng thi thể khá nghiêm trọng. Vì vậy thời gian tử vong chúng tôi hiện tại chỉ có thể chi tiết đến ngày tháng, cũng chính là ngày 17 tháng 8. Vết hằn trên cổ người chết ở trên yết hầu chứng tỏ nạn nhân trước khi chết phần cổ đã chịu một lực rất mạnh. Bình thường mà nói, khi phần cổ gặp phải áp lực lớn, động mạch cổ sẽ xuất hiện trạng thái tắc nghẽn không hoàn toàn, còn ý thức cũng sẽ mất đi dần dần, thời gian tử vong cũng sẽ kéo dài ra. Nhưng mà hung thủ chọn siết chặt phần trên yết hầu chứng tỏ có thể đã làm nhiều lần, hoặc là một sát thủ chuyên nghiệp. Đúng vậy, sau gót chân của người chết có những vết thương nhẹ, nhưng mà các bộ phận khác trên người không có dấu vết da đập, chứng tỏ là không bị di chuyển thời gian dài. Vậy nơi công trường chắc là hiện trường đầu tiên của vụ án. Giúp anh xem thử, đây là vụ án 2 năm trước của Bành Bạc. Thủ đoạn giết người có tương tự không? Nói thử hoàn cảnh của A Bưu. Tìm hiểu bạn chung công trường nói A Bưu rất keo kiệt, hơn nữa tính cách không tốt, thường cãi nhau với các công nhân khác. A Bưu từng xảy ra mâu thuẫn với rất nhiều người, vì đối tượng có mâu thuẫn quá nhiều, trước mắt vẫn cần thêm thời gian để điều tra kẻ tình nghi. Người cuối cùng nhìn thấy A Bưu là lúc nào? Nói là A Bưu một tuần trước vẫn sống và làm việc bình thường ở công trường. Sau khi bắt đầu lắp đất nền thì không thấy anh ta nữa. Khi tôi đã kiểm tra phòng của Nghiêm Bưu, phát hiện ra cái vali để lồng sầu bên trên giường, chứng tỏ khi đó A Bưu đang chuẩn bị rời khỏi công trường. Kết quả đã bị hại. Có thể giết người chôn xác ở nơi nạn nhân làm việc, trừ khi hắn hiểu rất rõ kết cấu của công trình, hoặc có thể nói là người nắm rõ tiến độ của công trình. Tiến độ công trình thường do ai phụ trách? Người phụ trách hạng mục Trần Ngũ Nhất. Tôi cảm thấy thi thể người chết rơi vào trong hố, người phụ trách lắp đất không thể không nhìn thấy được. Người lắp đất này đáng nghi nhất. Công nhân lắp đất này đã mất tích rồi. Đào ra một người là mất tích một người. Chúng ta mở rộng suy luận. Nếu như nói điện cao áp và ý muốn mấy ngày trước thực ra cũng không phải sự cố thì sao? Nhưng mà chuyện điện giật lần trước đã được cho là sự cố, tòa án đã đi đến giai đoạn bồi thường rồi. Vậy nên là chúng ta phá án không thể bỏ qua bất kỳ khả năng nào. Nghe rõ chưa? Vô. Sếp Dương, hôm nay sao lại nhớ đến tôi rồi? Ngũ Nhất, xin lỗi. Tôi làm rớt cái đầu của cái này rồi. Không sao. Để tôi lắp cho. Đừng để tôi.
Không đắt chứ, không đắt, không đắt. Ngồi đi, xin lỗi, làm tôi sợ hết hồn. Lần này tôi đến cũng không làm tốn nhiều thời gian của cậu đâu, chỉ là hỏi cậu một chút chuyện. Nhưng mà tôi dùng thân phận của cảnh sát để hỏi. Không có vấn đề gì. Được rồi. Xin hỏi giám đốc Trần, gần đây hạng mục công trình cậu vẫn phụ trách ký tên chứ? Đúng, là tôi phụ trách. Vậy xin hỏi giám đốc Trần, lần đầu lắp đất được quyết định vào ngày đó là khi nào vậy? Đại Vũ là như vậy, ban đầu sẽ có thời gian dự định, khi tiến hành lần cuối thì sẽ dựa theo tình hình thực tế để quyết định, cũng không thể định rõ ngày được, đều sẽ có tình trạng điều chỉnh đột xuất. Cũng tức là thời gian này chỉ có thể những ngày cuối mới có quyết định cuối cùng, đúng không? Có thể nói như vậy. Xin hỏi giám đốc Trần một chút, vào ngày 17 tháng 10 anh đang ở đâu? Tôi không có ở thành phố Tuy. Khi đó có một lô vật liệu xây dựng có vấn đề. Tôi đã đi Tân Hải để xử lý, đến chiều hôm sau mới về. Có chứng cứ không? Tài xế chắc vẫn còn vé. Cậu đi một mình sao? Có gặp ai nữa không? Dương Đại Vũ, cậu là ý gì? Cậu đang nghi ngờ tôi giết người sao? Tôi đang muốn giúp cậu nhanh chóng loại bỏ nghi ngờ, có hiểu không? Giám đốc Trần, mọi người tới rồi. Được, tôi biết rồi. Tôi còn chút việc, cứ ngồi thoải mái đi. Chờ chút đang ngủ giấc. Quay lại. Không chú ý à? Bây giờ đã là sếp Trần rồi, phải chú ý quần áo của mình. Được rồi, đi chơi đi nhé. Đội phó Tư, hôm nay tôi đã đi tìm chị Nhất Phi, hỏi cô ấy báo cáo khám nghiệm của bốn người đó. Chị Nhất Phi nói với tôi chắc không có liên quan đến vụ án qua bưu. Sau đó buổi chiều tôi đã đến tìm Ngũ Nhất một chuyến. Cô ấy nói với tôi ngày đào lấp đất là do cô ấy xác nhận, nhưng mà phải dựa vào tình hình để xác định ngày thực tế. Vậy nên cô ấy nói với tôi ngày 17 tháng 8 cô ấy cũng không ở thành phố Tuy, hoàn toàn có chứng cứ không có mặt ở hiện trường. Tôi cảm thấy vụ án bây giờ trước mắt chúng ta có thể... Ai cho phép cậu tự ý đi tìm Trần Ngũ Nhất? Giờ cậu làm việc gì đều không cần phải thông báo với tôi nữa, có phải không? Hành vi này của cậu rất có thể ảnh hưởng tới toàn bộ quá trình phá án. Cậu thậm chí còn có thể tiết lộ chi tiết phá án của chúng ta với kẻ tình nghi. Làm như vậy sẽ rất nghiêm trọng. Sao lại cảm thấy tôi tiết lộ chi tiết cho kẻ tình nghi? Cuộc hội thoại của tôi và Trần Ngũ Nhất toàn bộ được ghi âm lại. Tôi không hề tiết lộ với cậu ta nửa câu về bất kỳ thông tin liên quan tới vụ án. Hơn nữa tôi là một cảnh sát, sao tôi có thể nể tình riêng chứ? Cậu là một cảnh sát, nhưng cậu làm sao chứng minh mình không nể tình riêng? Tất cả hành động của cậu đều vì mục đích chứng minh Trần Ngũ Nhất vô tội, chứ không phải vì mục đích tìm ra chân tướng. Hành động và suy nghĩ của cậu đều đang muốn thay Trần Ngũ Nhất sớm thoát khỏi liên quan. Dương Đại Vũ, trạng thái bây giờ của cậu, đừng nhúng tay vào vụ án này. Cậu khiến tôi quá thất vọng. Dương Đại Vũ, cậu là ý gì? Cậu nghi ngờ tôi giết người sao? Tất cả hành động của cậu đều vì mục đích chứng minh Trần Ngũ Nhất vô tội, chứ không phải vì tìm ra chân tướng. Hành động và suy nghĩ của cậu đều đang muốn thay cho Trần Ngũ Nhất sớm thoát khỏi liên quan. Cậu khiến tôi quá thất vọng. Lau mồ hôi đi. Con muốn nói chuyện một chút không? Nói ra thì sẽ tốt hơn. Cảm ơn.
Tên nhóc này sắp bị đội phó Từ hành hạ đến phát điên rồi. Tiểu Tề, cô tới nhà Đoàn Chí Hồng điều tra thử, dựa vào địa chỉ trên chứng minh nhân dân. Dân, Tiểu Đông, tới công trường với tôi một chuyến. Cậu ở lại phụ trách chuyện thường ngày. Không sao. Đại Vũ, cậu làm gì ở đây vậy? Tôi là như vậy, chị Nhất Phi vừa rồi tôi đến đây tìm chị, sau đó thấy chị không ở đây. Kết quả là khi chị không ở đây, tôi thấy trên bàn chị đang để tài liệu về vụ án lấp đất 801, nên tôi muốn xem. Nhưng mà khi tôi vừa xem, vừa nãy tôi như vậy, vừa nãy cả quá trình đều là như vậy, vậy nên tôi vẫn chưa xem. Mắt của tôi như vậy, giây phút mà tôi động vào, tôi cảm nhận được cảm giác tội lỗi từ nội tâm rất mạnh liệt. Vì vậy tôi vẫn chưa xem. Vừa rồi Đại Vũ, tôi có thể hiểu được cậu không thể không quan tâm tới vụ án này. Chị có thể hiểu cho tôi sao? Chị thật sự có thể hiểu cho tôi chứ? Tôi rất cảm ơn chị có thể hiểu cho tôi. Nhưng tôi thật sự là chưa có xem. Tôi hy vọng chị đừng nói với bất kỳ ai, bởi vì tôi biết chuyện này vô cùng vi phạm quy định. Hơn nữa tôi vô cùng để tâm tới chuyện này. Thật sự đấy chị Nhất Phi, tôi thật sự muốn làm một cảnh sát chuẩn mực, nhưng mà họ không tin tưởng tôi. Tôi tin tưởng cậu. Đội phó Từ cũng tin tưởng cậu. Đội phó Từ cũng tin tưởng tôi. Không đâu, không đâu, chị Nhất Phi à. Đội phó Từ không tin tưởng tôi, anh ấy mỗi ngày đều phủ nhận tôi. Sau đó làm cái này không đúng, làm cái kia cũng không đúng. Nhưng mỗi lần chúng tôi phá được án là khi anh ấy biểu cảm của anh ấy với tôi đều không cảm xúc. Còn nữa, anh ấy còn cười nhếch mép nhẹ nhẹ với tôi. Tôi cũng không biết là... Được rồi Đại Vũ, tình trạng bây giờ của cậu là quá lo nghĩ. Tôi cũng không có cách nào để nói với cậu. Tôi chỉ có thể chia sẻ kinh nghiệm của tôi với cậu. Khi mà tôi lo lắng như cậu, tôi thường đến hiệu sách, sau đó đọc một cuốn sách để bản thân bình tĩnh lại. Hiệu sách. Sartre từng nói đọc một cuốn sách hay giống như được nói chuyện với một cao nhân. Nói chuyện với cao nhân. Vậy nên việc cậu nên làm bây giờ là tới hiệu sách đọc một cuốn sách để cho bản thân mình bình tĩnh lại. Nói hiệu sách chọn một cuốn sách hay, nói chuyện với cao nhân. Thật sự là vậy sao? Tôi nhìn thấy nó do dự không quyết, nhảy xung quanh chúng tôi. Bởi vì nó đã mất ông chủ, lại gặp được hai chủ nhân. Tôi đang nghe thấy từ lâu, không cảm thấy có gì lạ. Nhìn kỹ anh ta đi, cậu tưởng anh ta là gì chứ? Không sao, không sao, cảm ơn nhé. Thần kinh sao? Đàn ông đều là đồ thần kinh. Xin lỗi nhé, xin lỗi nhé. Làm gì vậy, biến thái? Ai là biến thái chứ? Cho qua, xin lỗi cho qua. Xin lỗi nhé, chào cô, xin lỗi.
Anh đứng yên đó, có phải vừa rồi anh ta sàm sỡ cô không? Phải, giờ hai người theo tôi tới đồn cảnh sát lấy lời khai. Tôi còn vội đuổi kịp xe bus nữa. Có thấy phiền không? Nè, anh đừng có đi. Cậu lái, tôi là cảnh sát. Cảnh sát, phải. Cậu là cảnh sát, tôi là cảnh sát trưởng. Nhưng rồi cậu nói tôi sàm sỡ người khác, có bằng chứng không? Thang máy có camera, anh đi cùng tôi tới phòng camera. Nếu cậu là cảnh sát, có thẻ cảnh sát không? Lấy ra tôi xem. Không có phải không? Nếu làm gì thì làm đi nhé. Cậu là đồng hương của A Bưu à? Phải, cái chết của anh ta thì liên quan gì tới tôi chứ? Đừng lo lắng, không nói cậu có liên quan. Trước khi A Bưu mất tích, cậu có thấy điều gì bất thường không? Có gì đáng nghi không? Không có, đều rất bình thường. Nghĩ cho kỹ, có gì tâm trạng không bình thường lắm hay là thấy anh ta có hành động kỳ lạ không? Trước khi anh ta mất tích vài ba ngày, anh ta có tìm tôi uống rượu. Anh Bưu một khi say lại bắt đầu mơ tưởng về tương lai. Anh ta nói mình sắp phát tài rồi. Phát tài, phải. Nhưng điều này cũng không kỳ lạ. Mỗi lần anh ta uống nhiều đều nói mình sắp phát tài. Vậy có gì kỳ lạ tiếp? Chính là ngày kế đó uống rượu xong, anh ta không tìm tôi đòi tiền rượu. Con người anh ta bình thường uống chai nước cũng phải tính toán cho rõ. Lần này không tìm tôi đòi tiền rượu, tôi nghĩ anh ta có lẽ thật sự gặp chuyện tốt rồi. Cảm ơn anh đã phối hợp. Cảm ơn, dân, cảm ơn. Bỗng dưng có tiền, phát tài rồi. Cậu không thấy kỳ lạ sao? Đại Vũ, sao anh lại ở đây? Bạn ơi, cho tôi hỏi thăm một chút. Xin hỏi, bạn có biết học viện giáo dục ở đâu không? Học viện giáo dục. Cậu đi về hướng đó, tới đầu đường sau đó quẹo trái là tới. Được rồi, cảm ơn. Chào cô, chào cô. Chào anh, tôi là cảnh sát hình sự thành phố Tuy. Tôi là Dương Đại Vũ. Anh là người bữa ở thang máy có phải không? Đúng đúng. Lần này đến là muốn hỏi cô chuyện tên biến thái tuần trước. Tôi không tiện lắm. Xin lỗi anh cảnh sát, tôi sắp trễ giờ rồi. Lần sau chúng ta hẳn nói được không? Lấy lời khai cũng không được sao? Chào cô, vẫn là tôi. Tôi muốn hỏi cô một chút về chuyện của tên biến thái đó. Bởi vì... Đừng nói. Vào đây rồi nói, vào đây đi. Đồng chí cảnh sát, anh nói đi. Là như vậy, tên biến thái đó chắc chắn đã quen thói rồi. Vì vậy tôi hy vọng cô đứng ra tố cáo. Bởi vì nếu cô không đứng ra tố cáo hắn, lần sau hắn vẫn sẽ làm vậy với cô. Cho dù lần này không ra tay với cô, thì cũng sẽ đối với những cô gái khác như vậy. Lần trước tôi đối với hắn như vậy, anh cũng nhìn thấy rồi. Nếu lần sau hắn còn làm vậy, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng cũng cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng mà mong anh đừng vào tiệm nữa, sẽ gây cho tôi rất nhiều phiền nhiễu. Tôi hiểu, nhưng nếu lần này cô không đứng ra tố cáo, cô không phối hợp công việc của chúng tôi, thì hắn vẫn sẽ làm vậy với các cô gái khác, sẽ có càng nhiều cô gái bị hại. Nếu hắn sợ gì cô gái vậy, thì anh cứ đi bắt hắn đi. Làm sao cứ phải tới tìm tôi? Bắt người xấu chẳng phải là gì cảnh sát anh nên làm sao? Đừng hỏi tôi nữa. Hôm nay tôi không ăn trứng gà. Đại Vũ, con nghĩ tới Trần Ngũ Nhất sao?
Chúng tôi đều rất hiểu đội phó Từ. Anh ấy không nhầm vào cậu đâu. Tôi thực sự trước đây từng phiền não về vụ án của Trần Ngũ Nhất, nhưng bây giờ tôi đã nghĩ thông rồi. Thật sự đấy, tôi đã nghĩ thông rồi. Tôi tin tưởng anh chị, cũng tin tưởng đội phó Từ sẽ điều tra ra vụ án này. Vậy cậu di chuyển đi. Tôi gần đây gặp phải một tên biến thái. Tôi điều tra rồi, hắn tên Lưu Hồng. Nhưng vì chứng cứ của tôi không xác thực, chưa bắt được hắn. Chính mắt tôi nhìn thấy hắn sàm sỡ cô gái đó, nhưng có chết hắn cũng không thừa nhận. Vậy người bị hại thì sao? Không đưa về lấy lời khai trước đó sao? Người bị hại không cần phải nghĩ, chắc chắn là không đồng ý đi rồi chứ gì. Anh Đông à, sao anh biết vậy? Bắt mấy kiểu này nhiều lần rồi. Làm lên từ dân cảnh. Thật ra mấy cô gái đó nghĩ thêm một việc chi bằng bớt một việc. Có thể ngày mai xã hội sẽ bàn luận. Bắt đầu nói cô mặc như thế này, người ta không tìm cô mới lạ. Cái gì mà không có lửa làm sao có khói? Mấy lời xàm đó đã thời đại nào rồi? Loại đàn ông dâm ô này, hôm nay không bắt lại thì ngày mai cũng sẽ có chuyện như vậy xảy ra tiếp. Hai người thử nghĩ cho người bị hại đi. Tôi cũng muốn bắt, chị nói xem loại người này thường nhầm vào cô gái độc thân đúng chứ? Cô gái làm chứng tố cáo và hắn bắt được hắn, lỡ như không sao thả ra ngoài lại đi tìm cô ấy báo thù thì phải làm sao? Con gái dù sao cũng là phải yếu mà. Chỉ vì sợ nên không làm sao, chỉ làm cho tội phạm thêm ngang ngược mà thôi. Được, nếu như người khác đều sợ thì ít nhất chúng ta không nên sợ chứ, nhất định phải bắt được hắn. Tôi cảm thấy chị Nhiễm nói rất đúng. Nghĩ cách. Phải nghĩ cách. Nghĩ cách đi. Chẳng phải cậu từ dân cảnh đi lên sao? Nghĩ đây, đang nghĩ đây. Ăn có cái trứng gà đã nói như vậy. Chỉ biết ăn. Hôm nay chủ yếu điều tra gì vậy? Đội phó Từ, chủ yếu điều tra Đoàn Chí Hồng. Tất cả sự việc trong công trường này không bỏ sót cái nào. Rõ rồi. Theo chúng tôi được biết, anh khá thân với Đoàn Chí Hồng có phải không? Cũng không gọi là thân, chỉ khi nào rảnh rỗi cùng nhau đánh bài thôi. Phiền anh cho biết, Đoàn Chí Hồng từ khi A Bư mất tích đến khi rời khỏi công trường, thời gian này có hành động gì đặc biệt không? Có. Không sao, đừng lo, từ từ nói. Có một buổi tối, tôi nhìn thấy cậu ta đi ra từ phòng của A Bưu. Khi đó tôi không biết anh Bưu đã xảy ra chuyện gì, cũng không nghĩ nhiều, tưởng là anh Bưu gọi Tiểu Đoàn vào phòng có việc gấp. Nhưng sau khi biết anh Bưu gặp chuyện, tôi cứ suy nghĩ, tối hôm đó A Bưu đã chết rồi. Vậy Tiểu Đoàn lén lút vào phòng của anh Bưu để làm gì? Đoàn Chí Hồng đã tới phòng của A Bưu. Cảm ơn. Cậu tiếp tục đi. Tiểu Tề, đội phó Từ, đến đây chưa? Đã tới cổng rồi. Tốt lắm. Lát nữa, nếu gặp được người nhà của Đoàn Chí Hồng, nhất định phải hỏi thử Đoàn Chí Hồng có đưa cho họ thứ đồ gì không? Được, tôi biết rồi.